lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mở trang giấy. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát hiu soi dáng gầy cô nữ. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ướt duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân giang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim ta hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Kính thưa các bác, cũng đã rất lâu rồi bên em không về chiếc ampli số Marzang 611, một trong những dòng ampli số ở tại Thanh Tâm Audio, là cái sản phẩm bán chạy nhất của Marzang. 611 là một trong những chiếc ampli kiêm DAC giải mã mà khi các bác sử dụng cái ampli này thì các bác sẽ sử dụng và khai thác được rất nhiều mục đích khác nhau. Mục đích đầu tiên mà các bác đang nhìn thấy đây đó là nó sẽ đánh được hai cặp loa Buxell. Hiện tại thì em đang phối ghép với một cặp thôi. Còn bản chất Marzang 611 thì nó có thể chơi được hai cặp loa Buxell các bác nhé. Cái lợi ích thứ hai nữa đó là các bác sẽ có thể xuất tiếng ra một bộ âm thanh khác để làm DAC cho một hệ thống âm thanh lớn hơn mà không cần đầu tư thêm nguồn phát. Đó là hai cái lợi ích đầu tiên khi các bác mua chiếc ampli số này. Vì thế cho nên Thanh Tâm Audio cũng có cung cấp bán lẻ cái thiết bị này với mức giá bây giờ hiện tại luôn các bác nhá, mức giá rất là tốt, 10 triệu, hàng đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Rồi đó là về mức giá và hai cái tính năng đầu tiên mà các bác sẽ nhận được khi mà mua chiếc ampli này. Và cái khi mà các bác khai thác nguồn phát từ những cái nguồn phát từ chiếc ampli Marzang MCR 611 này thì các bác sẽ có đầy đủ tất cả mọi kết nối kể có và không dây. Ví dụ như em có thể kể tới như là những kết nối có dây, đó là chơi nhạc từ CD này, chơi nhạc từ USB với khả năng nên đọc tới đến flash wireless. Ngoài ra thì các bác cũng có thể kết nối các thiết bị khác như là laptop, máy tính, hoặc là các bác có thể giải mã tín hiệu từ TV. Đó là về bốn cái kết nối có dây, gọi là kết nối mà có thể cắm và đưa đĩa và chơi được ngay ạ. Còn cái kết nối không dây ở trên cái thiết bị này đó là kết nối Bluetooth và kết nối Wi-Fi. Nói chung là để mà so sánh Marzang với những cái ampli khác của những cái thương hiệu khác ấy, thì có thể so sánh với chiếc Pioneer HM76. Tuy nhiên, cái chất lượng âm thanh và cái công suất của Marzang thì HM76 sẽ phải gọi em này bằng thầy các bác nhé. Tại vì là HM76 thì ưu điểm là nhiều công nghệ, nhưng mà về cái độ chất ngay từ thương hiệu Marzang đã đỉnh cao hơn rất là nhiều. Đặc trưng thì công suất em này thì đánh hai cặp loa và tiếng rất là hay, nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay thì bên em về được một bộ đẹp xuất sắc kèm khiển zin. Bộ này thì em như đã chia sẻ trong đoạn đầu video, lâu lắm rồi không về hàng đây. Ngày hôm nay về được một chiếc xuất sắc luôn, và mức giá thì em đang để mức giá rất là tốt. Đó là 10 triệu cho bản đẹp xuất sắc các bạn nhé. Thời điểm cùng kỳ năm ngoái thì chiếc ampli này sẽ có mức giá khoảng 11 triệu. Đang phối ghép cùng với Marzang MCR 611 là cặp loa Onkyo D112LTD, một trong những cặp loa limited của Onkyo trong cái dòng loa Buxell của hãng. Thì các bác có thể nhìn thấy khi mà phối ghép hai cái sản phẩm này với nhau, nó cũng tạo nên một combo rất là đồng điệu. Cặp loa này thì đang được sale off với mức giá là 5,5 triệu các bác nhé. Có nghĩa là khi các bác mua bộ này thì sẽ có mức giá là 15,5 triệu đây. Đây, các bác có thể quan sát cái hình thức của ampli. Ở trên mặt ampli được thiết kế bằng một cái mặt nhựa bóng piano cực đẹp luôn. Và cái đặc trưng của Marzang 611 đó là hai bên hông của cái bệ chơi cái mặt trước của CD, nó cũng có cái đèn indicator, có nghĩa là đèn định hướng ban đêm. Và cái đèn này các bác có thể đổi với khoảng 5 đến 7 màu sắc khác nhau đây này. Đây là màu xanh dương, còn rất nhiều màu khác.
Và các bác có thể nhìn góc cạnh của chiếc ampli này, góc cạnh của chiếc ampli này rất đẹp các bác nhé, không cấn cạnh hay là không xước gì cả. Và đặc trưng mà khi mà em nhìn vào chiếc ampli này em cũng có thể nhận định được chủ cũ người ta dùng rất là kỹ, và đây là một trong những người cũng có tuổi các bác nhé. Tại vì sao? Tại vì là đây chủ người ta đánh dấu cho cái ampli này một cái miếng băng keo đỏ ở đây thể hiện cái nút ra đĩa, có nghĩa là người chủ cũ của chiếc ampli này là một người lớn tuổi mà họ hay quên, họ sẽ đánh luôn cái dấu vào đây. Còn về cặp loa rất đẹp. Cặp loa này là một trong những cái phiên bản thu gọn của cái cặp D412EX. Đó. Cũng sử dụng hai đường tiếng tép đôm, tép hình đầu đạn, đường kính 2.5, màng được làm bằng sợi keva, công nghệ bass nõm, gân bằng vải. Hai bên loa thì được ốp hai miếng gỗ đỏ cực đẹp luôn. Phía trên cũng là bóng đồng bộ luôn hệ thống luôn. Đây là phía sau của Onkyo D112LTD. Còn đây là của cái ampli Mahjong 611 MCR. Các bác có thể thấy đánh hai cặp loa này, hai đường quang học, hai một đường audio in, một đường audio out. Cái đường phía dưới audio out chính là đường ra ampli khác đấy các bác nhá, rất là quan trọng đấy. Phía sau còn có thêm một đường USB nữa. Nói chung là bộ này thì trong cái tầm giá 15 triệu đến 16 triệu thì nó là vô địch đấy. Nếu mà các bác chơi đầy đủ những kết nối. Rất là hay. Hiện tại thì đang có một máy ampli đẹp xuất sắc như thế này. Vì thế cho nên em nghĩ rằng nếu bác nào quan tâm thực sự đến bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ để mua ngay. Ampli đẹp như này không có nhiều đâu các bác nhé. Kỷ niệm của ngày xa cách
đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, anh xin dành thương đau dìu bước em đi, mà cũng như xa, mãi mãi xa em. Em trong vòng tay lạ, em thành đàn bà cho anh xót xa. Dù tình xưa đã mất, không quay trở lại, thì anh xin chúc cho em được trọn đời hạnh phúc với người. Bên em mãi mãi yêu em như anh đã yêu em. Rồi đời anh băng giá, trọn kiếp phong ba khắp phương trời xa. Em trong vòng tay lạ, em thành đàn bà cho anh xót xa. Nhưng anh mãi yêu em như anh đã. Chất âm rất là hay các bác nhé. Cặp loa Onkyo D112LTD là phiên bản limited của Onkyo, cùng với chiếc ampli số Mazang MCR611 đẹp xuất sắc về hàng.